Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thời sự tổng hợp sáng thứ Sáu ngày 3 tháng 12 được phát trực tiếp trên kênh truyền hình Thông Tấn. Và tôi là Phạm Cương, và ngay sau đây sẽ là những tin chính sẽ có trong chương trình. Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, Chủ tịch nước đã tiếp lãnh đạo các doanh nghiệp hàng đầu của Nga có hợp tác với Việt Nam. Đà Nẵng lựa chọn 17 đơn vị cung ứng dịch vụ đủ điều kiện tham gia thí điểm đón khách quốc tế. Các công ty dược phẩm cho biết sẽ nhanh chóng sản xuất các loại vaccine mới để chống lại biến thể Omicron. Thưa quý vị và các bạn, khác với trước đây thì những người khuyết tật ngày nay đang ngày càng có những đóng góp nhiều hơn cho phát triển kinh tế từ những nỗ lực vươn lên số phận của chính họ. Thế nhưng đại dịch Covid-19 thì lại tăng gánh nặng lên những người khuyết tật trong hành trình đó. Vâng, vậy làm thế nào để có thể nâng cao vai trò và sự tham gia của người khuyết tật vào xã hội trong thời kỳ đại dịch? Và đó cũng là thông điệp của Liên Hợp Quốc nhân ngày Người Khuyết Tật Thế Giới ngày 3 tháng 12 năm nay, đồng thời cũng là nội dung sẽ được chúng tôi đề cập trong phần tin quốc tế trong bản tin sáng nay. Chương trình xin được mở đầu với những thông tin về hoạt động của lãnh đạo Đảng và Nhà nước. Thưa quý vị, ngày 2 tháng 12, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp lãnh đạo các doanh nghiệp hàng đầu của Nga có hợp tác với Việt Nam, bao gồm Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga, Tập đoàn Gazprom, Novatek, Systema, Miratop. Chủ tịch nước đánh giá cao thế mạnh và tiềm lực của các doanh nghiệp và các nhà đầu tư Nga, nhấn mạnh Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có các nhà đầu tư Nga, nhất là trong các lĩnh vực là năng lượng, ứng dụng công nghệ cao như y tế, dược phẩm, nông nghiệp, công nghệ cao. Chủ tịch nước cũng mong muốn các doanh nghiệp Nga đầu tư mở rộng hợp tác với Việt Nam nhằm khai thác thế mạnh và tiềm năng cũng như là đáp ứng nhu cầu của cả hai nước. Lãnh đạo các tập đoàn cảm ơn Chủ tịch nước đã dành thời gian tiếp và bày tỏ sự ấn tượng trước sự phát triển của Việt Nam, đặc biệt là thành công trong việc kiểm soát dịch bệnh COVID-19, đánh giá Việt Nam là thị trường tiềm năng và còn nhiều dư địa để hợp tác đầu tư. Chia sẻ quan tâm của Chủ tịch nước và khẳng định sẽ tiếp tục cùng các đối tác Việt Nam triển khai các dự án, thỏa thuận và đã được ký kết, cũng như xem xét, kỳ vọng mở rộng hoạt động hợp tác ở Việt Nam. Trở lại với những thông tin trong nước đáng chú ý. Thưa quý vị, vào tối qua tại Hà Nội đã diễn ra lễ tôn vinh và trao danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2021. 63 nông dân được tuyên dương năm nay là những người tiêu biểu đã vượt qua thách thức của đại dịch, có thành tích xuất sắc trong 5 lĩnh vực là chăn nuôi, trồng trọt, trang trại, tổng hợp, thủy hải sản, sản xuất chế biến, kinh doanh dịch vụ nông nghiệp. Và một điểm mới năm nay đó là tôn vinh những nông dân xuất sắc với những phát minh sáng kiến, chuyển đổi số, góp phần xây dựng nông thôn mới, bảo vệ an ninh quốc gia. Đây là năm thứ 9 liên tục chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì nhằm vinh danh nông dân Việt Nam xuất sắc để công sức tài năng, đạo đức, sự sáng tạo của người nông dân sẽ ngày càng được phát huy, lan tỏa, đóng góp cho công cuộc hội nhập và phát triển đất nước. Khi nào sẽ mở lại đường bay quốc tế trong bối cảnh xuất hiện biến chủng mới? Việt Nam có đủ vaccine để chuẩn bị tiêm tăng cường cho mũi 3? Đây là một số nội dung đáng chú ý sẽ được các bộ ngành giải đáp tại buổi họp báo chính phủ thường kỳ tháng 11 diễn ra vào chiều tối qua. Trả lời câu hỏi của phóng viên về kế hoạch mở đường bay quốc tế, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Ngọc Đông cho biết, dự kiến kế hoạch mở lại đường bay quốc tế trước đây là từ đầu năm 2022, song sự xuất hiện của biến thể Omicron khiến các ngành sẽ phải rà soát lại, làm việc với các quốc gia khác để có quyết định cuối cùng. Liên quan tới chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tiêm vaccine, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn thông tin, tính đến nay, chúng ta đã có hợp đồng mua 200 triệu liều vaccine. Bộ Y tế vẫn đang tiếp tục đàm phán với các đối tác cung cấp vaccine cho Việt Nam, trong đó đặc biệt là vaccine của Pfizer và AstraZeneca. Bộ Y tế nhận định sẽ chuẩn bị đủ vaccine tiêm nhắc lại và tăng cường trong thời gian tới. Ngoài ra, tại buổi họp báo, Chánh Văn phòng Bộ Công an cũng thông tin về vụ bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Loan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn VMedimax, trong đó cho biết về phương thức vay thầu của tập đoàn này, dùng công ty con để đấu thầu, dùng biện pháp câu mắc các cơ quan liên quan. Giá đất đấu giá ban đầu là 500 tỷ, sau đó được hạ xuống 300 tỷ để thắng thầu.
Thưa quý vị, hiện tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn đang có diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương trên cả nước, và nhằm giảm tải cho hệ thống y tế cũng như là ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm chéo, thì một số tỉnh đã có kế hoạch thực hiện việc điều trị các F0 tại nhà. Và đây cũng là nội dung được đề cập trong bức tranh toàn cảnh COVID-19 24 giờ qua. Tại phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2021 diễn ra vào hôm qua tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu giữa tháng 12 cơ bản hoàn thành tiêm vaccine mũi 2 cho các đối tượng từ 18 tuổi trở lên, tập trung tiêm cho trẻ em từ 12 tuổi trở lên để các cháu trở lại trường học một cách bình thường và có kế hoạch cụ thể để triển khai tiêm mũi 3. Bên cạnh đó, ra soát lại việc bảo quản, thanh kiểm tra, khắc phục sự cố tiêm vaccine. Hôm qua, Sở Y tế Hà Nội cho biết, thành phố ghi nhận 509 ca mắc bệnh COVID-19 mới, trong đó có 223 ca trong cộng đồng. Đây là lần đầu tiên Hà Nội ghi nhận số ca mắc COVID-19 vượt mức 500 ca một ngày. Với số lượng ca F0 đã tăng lên 60, Ủy ban nhân dân phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng đã lập chốt phong tỏa khu tập thể Nguyễn Công Trứ và nhiều con ngõ để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Tại Nghệ An, hiện đã có 16 trên 21 huyện, thành thị hoàn thành việc tiêm vaccine phòng COVID-19 cho học sinh trung học phổ thông. Với tổng số hơn 99.000 học sinh đã được tiêm mũi 1, đạt tỷ lệ trên 99%. Hiện nay, tỉnh Nghệ An còn 5 địa phương chưa triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho học sinh trung học phổ thông là Kỳ Sơn, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Quế Phong và một số học sinh của thị xã Thái Hòa. Thành phố Đà Nẵng đã thống nhất triển khai thí điểm cách ly chăm sóc điều trị F0 thể nhẹ tại nhà trong tháng 12 này. Phường Thọ Quang, quận Sơn Trà được chọn là nơi thực hiện thí điểm. Hiện nay tình hình dịch tại thành phố Đà Nẵng vẫn diễn biến phức tạp, trung bình mỗi ngày có từ 20 đến 30 ca mắc COVID-19 ngoài cộng đồng nhưng hầu như không có triệu chứng. Ngành y tế thành phố cũng đã xây dựng kế hoạch sẵn sàng thí điểm trạm y tế lưu động điều trị F0 thể nhẹ tại nhà. Nhằm giảm tải cho các cơ sở thu dung điều trị cũng như hạn chế lây lan trong khu vực cách ly, Sở Y tế Bình Phước đã ban hành công văn khẩn về việc quản lý điều trị người mắc COVID-19 mức độ nhẹ tại nhà trên địa bàn. Thời gian cách ly y tế tại nhà 14 ngày hoặc đến khi đạt các tiêu chuẩn tương đương tiêu chuẩn xuất viện, sau đó tiếp tục tự theo dõi sức khỏe 14 ngày tiếp theo. Ngày 2 tháng 12, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trử Xuân Dũng đã ký ban hành văn bản số 4322 thống nhất về đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho học sinh khối lớp 10, 11, 12 của các trường trung học phổ thông và các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên trở lại trường học từ thứ Hai ngày 6 tháng 12 tới. Theo đó, các đơn vị xã, phường, thị trấn của 30 quận huyện, thị xã có mức độ dịch ở cấp độ 1, cấp độ 2 trong 14 ngày tính đến thời điểm ngày 30 tháng 11 năm 2021 không có các ca F0 trong cộng đồng, cho phép học sinh khối lớp 10, 11, 12 các trường trung học phổ thông và các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên trở lại trường học. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu và gian lận thương mại hàng giả, vừa ký ban hành kế hoạch về cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Đến nay, nhiều địa phương trở lại trạng thái bình thường mới, nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch bệnh, hoạt động thương mại trong nước và quốc tế dần được nối lại, nhu cầu tiêu dùng của người dân tăng cao vào dịp cuối năm. Dự báo tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả có chiều hướng diễn biến phức tạp trở lại trên tất cả các tuyến, lĩnh vực, địa bàn. Để chủ động kiểm soát tình hình, ngăn chặn kịp thời các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia yêu cầu các cơ quan chức năng chủ động nắm chắc diễn biến tình hình, tăng cường trao đổi, cung cấp thông tin, phối hợp kiểm tra, kiểm soát, bắt giữ, xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, góp phần bảo đảm bình ổn giá, ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng buôn bán hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng, đặc biệt là các mặt hàng thiết yếu phục vụ Tết Nguyên đán. Thưa quý vị, dự kiến ngày 7 tháng 1 năm 2022 thì Quảng Ninh sẽ đón đoàn khách Hàn Quốc nhập cảnh tại sân bay Vân Đồn và đây sẽ là đoàn khách quốc tế đầu tiên tới Quảng Ninh theo chương trình thí điểm. Để đảm bảo an toàn cho khách du lịch và cộng đồng, các cơ sở kinh doanh lưu trú phải thực hiện cam kết về kiểm tra COVID-19 định kỳ và ngẫu nhiên, triển khai công nghệ thông minh trong khai báo y tế, nhất là tạo mã QR, cài đặt và khai báo y tế qua ứng dụng Du lịch Việt Nam An toàn. Tất cả các nhân viên du lịch phục vụ khách quốc tế phải tuân thủ phương án 3 tại chỗ, tiêm đủ liều vaccine, bố trí các khu vực đệm để cách ly trong các trường hợp có ca nghi nhiễm COVID-19 hoặc là có biểu hiện dịch bệnh. Quảng Ninh cũng xây dựng phương án thí điểm đưa khách du lịch quốc tế tới các khu điểm du lịch tương đối biệt lập với cộng đồng dân cư, tạm thời chỉ cho phép các cơ sở lưu trú từ 4 tới 5 sao mới được đón khách quốc tế.
Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng cũng cho biết trong đợt 1, đơn vị đã lựa chọn 17 đơn vị cung ứng dịch vụ đủ điều kiện tham gia thí điểm đón khách quốc tế đến Đà Nẵng, bao gồm 5 cơ sở lưu trú là Vinpearl Condotel, Riverfront Đà Nẵng, Vinpearl Resort and Spa, Vinpearl Luxury Resort, khách sạn Rice Mount, khách sạn Mường Thanh Luxury Đà Nẵng, 3 khu điểm du lịch là danh thắng Ngũ Hành Sơn, Bảo tàng Điêu Khắc Chăm và khu du lịch Sun World Bà Nà Hill. Còn lại là 9 doanh nghiệp dịch vụ vận chuyển du lịch. Các cơ sở được chọn phải đảm bảo các tiêu chuẩn chung về người lao động, về đảm bảo phòng chống dịch theo quy định và phù hợp với nhu cầu của du khách. Thưa quý vị, Việt Nam là một trong những quốc gia có tốc độ phát triển Internet và sử dụng mạng xã hội hàng đầu trong khu vực và trên thế giới. Tuy nhiên, thì bên cạnh đó, nhận thức của người dùng vẫn còn có những hạn chế và điều này thì dẫn đến những tác động và hậu quả xấu. Vậy sử dụng mạng xã hội như thế nào cho đúng cách và để không vượt quá ranh giới giữa tự do ngôn luận và vi phạm pháp luật? Mời quý vị và các bạn cùng đến với phần trình bày của biên tập viên Phùng Trang. Thưa quý vị, mạng xã hội hiện nay đã trở thành địa chỉ giải trí phổ biến đến khắp mọi nơi, len lỏi vào nhiều độ tuổi khác nhau, với bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số, thậm chí ở cả những xã vùng cao biên giới. Sự thâm nhập của mạng xã hội là một thực tế mới không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, cũng là thách thức được đặt ra, đòi hỏi cần có các biện pháp nâng cao sức đề kháng cho cộng đồng dân tộc thiểu số khi bước vào môi trường mạng. Từ ngày có điện thoại thông minh, lại thêm mạng Internet phủ sóng đến bản, ngày nào anh Vàng A Dơ cũng phải dành vài tiếng đồng hồ cho việc lướt Facebook và ngồi đếm lượt like. Công cụ này giúp anh kết nối được nhiều bạn bè, biết thêm nhiều thông tin và có thể chia sẻ với mọi người. Lúc nào dạy thì mà phải mút, bây giờ mới si. Bây giờ ghé điện thoại này thì nó pi, nó yếu, nó lúc mà si nó thì nó không pi thì nó yếu thì nó pi là hết. Anh có biết là những cái thông tin nào thì mình được phép chia sẻ với mọi người, còn thông tin nào thì không ạ? Các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo, thậm chí là TikTok đã không còn xa lạ với đồng bào dân tộc thiểu số ở xã vùng cao biên giới Pa Tần. Nhưng hầu hết đều giống anh Dơ, chưa nhận thức được thông tin nào là chuẩn xác. Trước thực tế này, cán bộ đồn biên phòng Pa Tần đã triển khai tuyên truyền đến từng bản để nâng cao nhận thức cho đồng bào, nhất là những người trẻ, giúp họ tránh bị kẻ xấu lợi dụng. Buổi chia sẻ của bộ đội biên phòng rất bổ ích, giúp em biết được cái gì thì mình được chia sẻ, cái gì thì không, để không vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, do nhận thức còn hạn chế và không phải ai cũng hiểu được tiếng phổ thông, nên công tác tuyên truyền đòi hỏi phải lâu dài. Rất tự trợ cho bà con thôi, em cái này thì em rất là tự trợ, nhưng mà cái Facebook này thì ai cũng rất là thích chia sẻ lung tung quá. Bà con thì chỉ biết sử dụng cái điện thoại, nhưng mà cũng không biết nội dung là về vấn đề gì, rất là nguy hiểm. Cho nên sau khi luật an ninh mạng ra thì cũng đã tuyên truyền, hoặc là cũng trực tiếp mà là cần điện thoại mà là hướng dẫn bà con không nên những cái hình ảnh mà là xấu, hoặc là nó tuyên nói sai về sự thật và đảng nhà nước thì không chia sẻ, không bình luận. Sự phát triển của Internet, mạng xã hội đã mang lại cơ hội tiếp cận thông tin cho đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa. Tuy nhiên, làm thế nào để tăng sức đề kháng cho đồng bào trước những thông tin xấu độc để tránh bị kẻ xấu lợi dụng là vấn đề cần được quan tâm lúc này. Vâng, thưa quý vị, 39% người dùng mạng xã hội tại Việt Nam gặp phải những thông tin có tính chất bịa đặt, lừa đảo. Trong đó không ít các trường hợp vi phạm luật an ninh mạng qua các hành vi như xúi giục, lôi kéo người khác phạm tội, xúc phạm, phân biệt đối xử về giới, tôn giáo. Rõ ràng, nếu không có sức đề kháng đủ mạnh, thì không chỉ người dân ở miền núi, đồng bằng, nông thôn hay thành thị đều có thể trở thành nạn nhân vì những cái bẫy nguy hiểm trên môi trường mạng. Vậy làm thế nào để nâng cao nhận thức cho người dùng? Đâu là những kỹ năng cần thiết mà mỗi công dân số cần trang bị cho mình? Tìm hiểu và tuân thủ các điều khoản mạng xã hội, sử dụng họ tên thật khi đăng ký tài khoản, tự quản lý, bảo mật tài khoản, chia sẻ thông tin có nguồn chính thống, hành vi ứng xử phù hợp giá trị đạo đức, không đăng tải những nội dung vi phạm pháp luật, không tung tin giả, tin sai sự thật, khuyến khích sử dụng Facebook để tuyên truyền, quảng bá, cùng tham gia bảo vệ, hướng dẫn trẻ em sử dụng mạng xã hội an toàn. Đây là các quy tắc cơ bản
mà mỗi người dân khi tham gia mạng xã hội cần nắm rõ. Gia mạng xã hội thì nó cũng giống như là cuộc sống thật, thì chúng ta cũng phải nên loan truyền, chia sẻ những cái nội dung thông tin nó gây lành mạnh, nó gây tốt đẹp, nó gây thường về cái chân thiện mỹ như là gây cái văn hóa truyền thống của dân tộc ta. Tại nhiều quốc gia trên thế giới, tư duy phản biện là kỹ năng được trang bị cho mỗi công dân số ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Việc hình thành tư duy phản biện hay thái độ hoài nghi sẽ giúp mỗi người dùng có cái nhìn đa chiều, khách quan trước thực trạng nhiễu loạn thông tin trên mạng xã hội hiện nay. Để phân biệt được tin giả hay là tăng cái tư duy phản biện cho người dùng thì tôi nghĩ là chúng ta có thể đưa vào các cái chương trình học đối với các trẻ em, cũng như chính các bạn sẽ là những đại sứ, là những người mà sẽ giúp cha mẹ hay những cái thế hệ già hơn của mình để có thể tận dụng được mặt tích cực của Internet hay là mạng xã hội. Chúng tôi cũng phối hợp với các cái tổ chức nước ngoài, các cái nền tảng mạng xã hội như là Facebook, như là Google hoặc là như Netflix để cùng tổ chức các cái sự kiện đẩy thông tin, nâng cao nhận thức cho người dùng Internet về những cái khái niệm về văn minh số, về văn hóa số, về các hành vi chuẩn mực ở trên Internet. Những rủi ro trên mạng xã hội đều xuất phát từ việc lộ lọt thông tin, dữ liệu cá nhân. Trong sân chơi này, mỗi người dùng không chỉ là người chơi mà có quyền sở hữu những dữ liệu, tài sản số mà mình tạo ra nếu biết bảo vệ quyền riêng tư của chính mình. Chúng ta xây dựng được cái luật liên quan đến quyền riêng tư của người dùng thì lúc đó người dùng sẽ có nhận thức hơn về cái dữ liệu nào là cái dữ liệu cá nhân mình và họ sẽ chia sẻ các thông tin một cách nó đúng đắn hơn. Không gian mạng có sạch hay không, phần nhiều phụ thuộc vào ý thức trách nhiệm và hành vi của mỗi người dùng. Luật an ninh mạng, các nghị định liên quan hay bộ quy tắc ứng xử trên không gian mạng là chưa đủ. Việt Nam rất cần những giải pháp kỹ thuật căn cơ, trang bị cho mỗi thực thể tham gia mạng xã hội một bộ lọc đủ tốt để miễn nhiễm trước các luồng thông tin xấu độc.